Cho nên mình có thể lựa chọn, mình muốn nó đứng như tay vét, cho đệm vai vào, rất ok, đứng đồ và đẹp. Nhưng mọi người muốn mặc nhẹ nhàng mềm mại, tay không cần phải có đệm mặc vẫn rất xinh. Thế mình đang chia sẻ cho trẻ em một cái set đồ màu đen kết hợp với áo phông trắng phía bên trong á. Mình mặc cái áo phông cổ tim, cổ V bên trong là rất ok. Thì áo bên ngoài mình đang mặc là một dạng áo blazer một lớp nhá, một lớp không lót, khoác nhẹ vào mùa hè thôi. Áo chất liệu thì nó tương đối, nó ở mức độ dày dặn vừa phải, nó không quá mỏng để đủ đảm bảo lên phong dáng. Khoác thì rất là nhẹ nhàng, nó không quá nóng đực. Và mình như thế này mình có thể đi chơi, đi tiệc tùng với bạn bè được, đi sinh nhật được ok. Còn khi trẻ em mình mặc cái set đồ này mà mình đi làm công sở, trẻ em mình có thể kết hợp với những cái quần baggy, quần côn. Ví dụ như dáng quần baggy như thế này này, cái quần côn như này chẳng hạn, cái quần đứng như này mình mặc cái giày thể thao vẫn được ạ. Dạng như là giày sneaker vẫn ok nha mọi người. Nghiễm nhiên là gót nhọn thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mình có thể những cái dáng ngắn như này mình có thể mình mặc với giày thể thao, hay là những cái dạng giày lười như mình đang mặc này cũng đang mang như này thì cũng ok nhá. Thì cái này mặc quần short cũng được, quần côn được, quần baggy cũng được, kể cả là quần suông. Những ai dáng cao mình vẫn có thể mặc cái quần suông đi giày thể thao rất là đẹp ạ. Cái dáng này rất là trẻ trung khỏe khoắn, cái ve mình để hơi ve hơi sâu, nhìn khá là hiện đại, khá là cách điệu, khá là trẻ. Túi xinh, cái phần túi hạ hơi thấp và cái dáng túi rất là đẹp, khá là trẻ trung. Tay ngắn nhá, tay ngắn dáng suông rất là thoải mái ạ. Đấy, mình thấp ý, mà mình mặc như này được thì chắc chắn là các bạn mà cao tầm khoảng 1m6 trở lên mặc thì vô cùng tuyệt vời. Thì thường là mình đi chơi ấy, mình ở nhà mình làm việc, cái môi trường của mình không liên quan đến công sở thì mình hay sẽ lựa chọn chân váy chữ A quần short. Mình mặc với cái dáng áo như này, mặc áo phông bên trong hoặc áo dây bên trong ạ. Mọi người mặc áo dây lụa bên trong hoặc áo phông bên trong cũng rất tuyệt vời. Với những dòng áo dây, ví dụ mọi người thích mặc áo dây cổ V, áo dây cổ đổ, cứ như vậy thôi. Áo tròn ngang nếu ai muốn mặc nó kín đáo hơn, mọi người có thể mặc cái dòng áo tròn cổ thuyền ngang, hơi sát, cổ kiềng cũng rất là đẹp. Nói tóm lại là một set đồ đen với một cái áo dây bên trong màu trắng hoặc áo phông màu trắng, hoặc là tất cả những cái áo dáng gì màu trắng bên trong. Sơ mi cũng rất đẹp nha, sơ mi trắng bên trong cũng rất đẹp, không có vấn đề gì. Nhưng mình cứ set một set đồ đen và một cái áo trắng bên trong là rất tuyệt vời, rất là trẻ trung, đi đôi giày màu trắng là rất đẹp. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Chất liệu thì là nó là dạng chất liệu mà tuyết nhá, co giãn ngang và nhớ là một lớp khá là mát mẻ. Thì cái một lớp bao giờ nhà mình riêng hàng thì mình ấy thì bao giờ cũng có những cái phần lót bên trong, cái phần đệm vai bên trong. Mọi người nhìn, có nghĩa là riêng đối với hàng một lớp nhà mình nhá thì luôn luôn là có phần bọc bên trong ạ. Đây, người tham khảo này, có nghĩa là bên trong mình đều có đáp và viền bọc rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng. Nếu bạn nào thích thì kể cả cái viền bọc bên trong mình có thể là màu trắng thì mình kết hợp rất là xinh. Thì khi cởi đồ ra ấy, thì nó là một cái set rất là đồng bộ. Tuy nhiên là khi mà mình mặc vào thì cái màu trắng đen hay màu trắng bên trong ấy có thể là nó không quan trọng ấy, mọi người. Nếu như ai cảm thấy muốn cái độ tinh tế thì mình luôn luôn kết hợp với giày trắng và áo sơ mi màu trắng thì bên trong mình có thể viền màu trắng rất là xinh, rất là trẻ trung nhá. Đó, áo một lớp, tay ngắn vẫn có đệm vai bình thường để cho cái vai của mình cảm giác đứng. Mặc dù là tay ngắn nhưng có đệm vai nhưng form của nhà mình khá là đứng nhá, khá là đứng. Tay vẫn tròn, tay vẫn là tay vét nhưng là dáng ngắn, tay vét dáng ngắn vẫn tròn vai tròn tay, tay rất là suông và đẹp, rộng thoải mái, suông thoải mái. Ngoài ra mình có cả màu xanh nữa, mình thử mặc màu xanh với màu đen và màu trắng xem sao mọi người nha. Mình rất thích màu xanh lá, cái màu xanh lá năm nay thì rất là được nhiều chị em yêu thích. Đấy, mình thích cái cổ ve mọi người, xanh lá, màu trắng và màu đen rất đẹp, rất là mát mắt ạ. Cái này thì vô cùng là mình mặc, mình vô cùng thích cái màu xanh lá này, rất là tự tin, rất là trẻ trung như này. Màu xanh lá đi với màu trắng và màu đen thì rất là tuyệt. Cái này thì là mình sẽ may, cái này may dáng tay suông bình thường và không hề có đệm vai. Đấy, mọi người thử nhìn giữa đệm vai và không đệm vai, ai thích kiểu gì thì mọi người mặc kiểu đó. Có nghĩa là có những người vai dày vai cao, mọi người muốn là không cho đệm vai cũng rất là ok. Cho nên mình có thể lựa chọn, mình muốn nó đứng như tay vét, cho đệm vai vào rất ok, đứng đồ và đẹp. Nhưng mọi người muốn mặc nhẹ nhàng mềm mại, tay không cần phải có đệm mặc vẫn rất xinh. Màu xanh lá nó pha một chút màu cốm ạ, rất là xinh nhá. Có nghĩa là nó hơi màu xanh lá hơi tươi pha cốm này, rất là đẹp. Phải nói là cái màu này cực kỳ đẹp luôn, mà chỉ có chất liệu này nó mới ra được cái màu xanh lá đẹp như thế này. Cái này nó có nắp túi nhá, túi như có nắp này. Đấy, hai bên nắp túi dáng rất là xinh. Cái này thì cực kỳ trẻ trung, mình đi đâu cũng được, đi chơi
đi tiệc tùng, ok đó. Khiêm tốn về chiều cao, chỉ có 3m7 đôi, cho nên mình thích mặc những cái gu kiểu như này, có nghĩa là áo khoác nhẹ, blazer dán dài kết hợp với quần sóc, chân váy chữ A rất là xinh. Chị em mình có nhu cầu đặt, mình chia sẻ hai màu rồi, tất cả những cái màu khác chị em mình yêu thích đều có thể đặt được. Mọi người vui lòng liên hệ với mình qua số Zalo 0984004193 để đặt may nhé. Những cái mẫu như thế này thường mình sẽ không lên số lượng nhiều và có sẵn tại cửa hàng đâu, mình chia sẻ màu và hai mẫu đại diện, màu xanh lá, màu đen, còn lại thì chị em mình có thể đặt những màu khác, ví dụ như màu trắng, màu be, những cái màu chị em mình ưa thích, thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số Zalo theo mẫu như thế này và mọi người sẽ nhận được cái bảng màu mà mình sẽ chụp bảng màu lên, mọi người có thể chọn theo số màu mà mình yêu thích. Nhớ là liên hệ với mình qua số Zalo 0984004193 nhé. Cái thời điểm này thì chắc chắn là cái thời gian nó sẽ hơi lâu hơn một chút xíu, có khi trước đây mình nói là đặt may chỉ sau 5 ngày, nhưng thời điểm này thì đơn hàng chị em mình rất, đợt này thì mình được chị em mình quan tâm rất nhiều và đặt may rất nhiều, cho nên đơn hàng tương đối là nhiều, thì thời gian sẽ hơi lâu hơn một chút, có thể từ 5 ngày đến 1 tuần. Đấy, chị em mình nhớ là chụp lại cái mẫu mà chị em mình yêu thích, có nghĩa là các video mình đăng lên trên kênh fanpage, trên Facebook, trên YouTube, chị em mình xem bất kỳ ở đâu mọi người chụp lại, vui lòng chụp lại cái màn hình gửi qua cho mình qua Messenger hoặc là Zalo đều ok cả. Số Zalo là 0984004193 thì mình nhận được thông tin khách hàng như vậy, trao đổi về chiều cao, cân nặng, số đo, mình sẽ gửi cho mọi người những màu mà mọi người tham khảo để lựa chọn theo mẫu như trên. Màu rất xinh. Chỉ một em áo phông trắng, một cái áo dây trắng hoặc áo sơ mi trắng bên trong thôi, thì mình có thể mặc màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, ví dụ như này. Màu này cũng được, màu này cũng rất là nhẹ nha, màu này lên áo blazer khoác nhẹ mùa hè rất là đẹp.